Con có mua đồ ăn gạo mì với nước mắm nước tương rồi đó con. Ra gần trước chỗ xe cô lấy vô giúp con nghe, tiếp con nghe. À, hôm nay Thiện tới nhà của cô Trần Thị Liên rồi. Thì Thiện cũng có mua gạo với lại mì rồi thực phẩm cho gia đình cô. Dạ. Này cô chú ở bên Mỹ á. Nhà con mua gửi cho cô. Mắc rồi. Có thằng mì là thấy mừng rồi hả? Dạ, thằng mì đó. Dạ. Mình không có gì ăn, mình ăn mì là được rồi. Dạ. Bỏ mì xuống đi, cái nắp cái gạo này vô với con. 22 kg rồi á. Rồi con cầm cái bọc này cho. À, vô trước đi con. Rồi con đem mì vô cho. Nè em trai, lại lấy mì kìa. Nghe được nhỏ hả? Gái, nhỏ gái đó đụng tới nó quýnh à, vậy hả? Dạ. Yeah. Quýnh à, nó đóng cái chết luôn á. Ghê vậy? Ừ. Nó bị gì nó khùng mà. Dạ. Biết gì đâu, quýnh gì lưng gì nè. Dạ. Là nó quá nó quýnh. Ở hàng đó thì nó không quýnh. Dạ. Nè cô mở bọc ra luôn đi con. Sao biết trẻ? Nó điếc nữa đó. Điếc nè. Trẻ không? Cỡ nhiêu tuổi? Nói thử coi cỡ nhiêu tuổi. Ngon nhất là ngọt. Dạ. Cho xà bông nữa nè. Còn 3.000 lẻ đó mua xà bông. Giờ hôm nay lại đây báo tin vui cho cô nè. Dạ. Là nhà gia đình của cô á, rồi dạ, các cô chú anh chị ở nước ngoài á, dạ, giúp đỡ cho cô các căn nhà mới nha, để ở. Chứ còn cái căn nhà này thì không thể nào ở được nữa. Nghe tin gì vui không con? Dạ. Thôi được rồi, được rồi con. Thôi đứng lên đi. Thôi đi quỳ vậy con tổn thọ lắm. Dạ. Dạ. Không biết rồi nhưng mà cái gia đình này xài chai sợ dễ bể. Dạ, sợ bể. Rồi hôm nay Thiện mua đồ ăn thực phẩm mì với đường nước mắm bột ngọt. Lấy 1 bịch bột ngọt nửa ký luôn cô ơi. Rồi 2 kg đường, chai dầu ăn lớn đó đi. Dầu ăn 2 lít gì đó. Dạ. Rồi thêm thùng mì gói. Dạ. Rồi, hôm nay ghé thăm là gia đình của cô Liên. Thiện mua đồ ăn đồ đạc rồi. Rồi. Đường 2 kg, thùng mì Hảo Hảo đi cho ăn cho ngon ngon một chút. Dạ. Dạ. Thì Thiện cũng thay mặt chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành có nhờ Thiện mua thực phẩm tới để cho gia đình đó. 22 kg gạo hả chị? Dạ. 2 kg đường. Thôi chắc vậy thôi chứ chở nhiều quá cũng không hết. Vậy được rồi chị.
Bột ngọt có rồi. Có băng muối không? Muối ớt. Lấy mấy bọc không? Hai bọc luôn. Hai bịch bánh gạo đó nữa đi chị ơi. Tôi ngày qua cự chứ còn lấy gì chứ. Dạ. 847.000 hả chị? Mua cho anh ta ở đâu cơ? Ở trong Khương Bình nè chị. Nhà này nghèo lắm. Cái này nghĩa cử cao đẹp nè. 847.000 lấy gì nữa cho chẳng 850 luôn đi. 3.000 nữa đi. Vậy lấy hạt nem hả? Không không, lấy cái gì 3.000. Ở 3.000 hả? Lấy dầu gội đi. Dầu gội đi. Dầu gội đi ý nghĩa. Dạ dạ, lấy dầu gội đi. Trời con cũng phục dạng bên hay làm hước mà. Dạ. 1 2 3 gói ra con. Chứ đó hả? Ừ, gói. Dạ rồi. Rồi chị bưng gạo để ở đây giùm em nha. Hiện tại thì đang tới nhà của cô Trần Thị Liên rồi. Đây, vào trong nhà thiện thăm gia đình nha. Cô. Nhớ con không? Dạ. Bữa nay tới thăm gia đình lại. Dạ. Trời lỡ chúng xin lỗi nha. Lỡ chúng bị cây cây đó để không, không sao. Ông hỏi. Trời ơi, ông hỏi. Út ơi. Đi vô thương chồng nó lúc cháo cho chồng. Dạ. Lúc chồng ăn thì nghiệp ổng. Con có mua đồ ăn gạo mì với nước mắm nước tương rồi đó con. Không có, ta mới cho bột gạo nữa. Ra gần trước chỗ xe cô lấy vô giúp con nghe, tiếp con nghe. Dạ. Dạ. À, hôm nay Thiện tới nhà của cô Trần Thị Liên rồi. Thì Thiện cũng có mua gạo với lại mì rồi thực phẩm cho gia đình cô. Dạ. Này cô chú ở bên Mỹ á. Nhà con mua gửi cho cô. Mắc đồ. Có thằng mì thấy mì hả? Dạ, thằng mì đó. Dạ. Mình bây giờ mình không có gì ăn, mình ăn mì rồi được rồi. Dạ. Bỏ mì xuống cái nách cái gạo này vô cái con. 22 kg rồi á. Rồi con cầm cái bọc này cho. À, vô trước đi con. Rồi con đem mì vô cho. Nè em trai, lấy mì kìa. Biết không? Biết nghe lời con không? Nghe. Nghe được nhỏ hả? Gái, ờ, nhỏ gái đó, đụng tới nó quýnh à. Vậy hả? Ừ, nó quýnh tôi rồi á. Nó không biết gì đâu. Dạ. Quýnh à, mỏm nó đấm tôi chết giấc luôn á. Ghê vậy? Ừ. Nó bởi vì nó khùng mà. Dạ. Có biết gì đâu. Quất trên lưng vậy nè. Dạ. Là nó quánh, nó quánh. Còn thằng đó thì nó không có quánh. Dạ. Thằng đó thì nó lính thinh nè. Dạ. Còn con bé nó quánh lại nè. Nó quánh lại thì tôi cứ đánh nó vài cái. Cảm ơn cậu. Nè cô, mở bọc ra luôn đi cô. Cậu nó cũng là trẻ mà. Cậu trẻ hả? Sao biết trẻ? Tao điếc nữa đó. Điếc nè. Dạ. Trẻ không? Cỡ nhiêu tuổi? Nói thử coi, cỡ nhiêu tuổi? Hả? Tuổi cũng học chứ đâu.
ngon nhất là cái bịch bột ngọt. Dạ. Cho xà bông nữa nè. Còn 3.000 lẻ đó mua xà bông. Hôm nay con cũng thay mặt chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành ở bên Mỹ đó. Có gửi cho con 2.4 triệu để mua đồ ăn thực phẩm này cho cô nha. Dạ. Thì con mua này hết có 850 à. Dạ. Rồi có dư tiền ra tí xíu nữa con gửi lại cho cô. Cảm ơn cậu quá. Cho dạ. Bịch bột ngọt. Không dài hết bột ngọt, ăn chừng 1 tháng rồi không chứ mua không có tiền. Hôm nay mình có kêu mua nước tương mà sao không thấy người ta để vô ta. Thôi, nãy có nước hay tương rồi. Hồi nãy cho ông đi cho nước tương. Tiền nổi luôn. Cái nước tương hả? Nói sao? Dạ, trước á. Sao? Chú thấy giá không? À. Nhớ không? Nó quét nhà sẽ dục á. Vậy hả? Đơn thân còn cái em tên gì? Ngọc Giao. Ngọc Giao hả? Ừ. Nhiêu tuổi rồi? Đang là tuổi đâu. À có nước tư hên quá. Không biết tuổi luôn hả? Hỏi tuổi gì? Hỏi cho thiệt. Nhưng mà bữa nay lại thấy đỡ lại dạng đỡ nè, không có trốn giống như bữa hổm nữa. Được bịch bột ngọt. Dạ. Cảm ơn chị nha. Này các cô chú ở bên Mỹ gửi cho cô nha. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ con cái chỉ mua giùm thôi. Cậu? Bánh đó con. Mua bánh đó. Dạ. Dạ. Có chợ thấy con ngon mắm nhóc chưa? Con mua nước mắm ngon luôn đó, nước mắm Thiên Hương. Trời ơi, nước mắm ở đây ăn có 10.000 lít mà không dám mua. Mẹ của em tên gì? Mẹ hả? Tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên Tiên á, Tiên hả Liên? Tên gì? Tên Liên mà. Tên gì? Tên Liên. Ừ. Nói tên Liên chứ không phải tên Tiên. Tên Liên đã nói hàng ngày hoài. Đâu phải người ta hỏi để ta lạc rồi cái không biết đường kiếm á. Mẹ tên Liên. Nói cho con hỏi thăm coi cô cái máy bơm chỗ cây nước này nè là của cô hay là của anh cái bên? À hồi đó người ta cho nó, hồi đó người ta cho nó đó. À rồi cái đầu ở cất cái chích vào đó một chút cái rồi cái bây giờ mới mốt mà làm nhà ở đây rồi làm sao cái này nãy qua bị hư á lên nhà sửa lại mình, ai ấy lại mình cai cắt sửa lại à. Nữa mình cắt ở ngoài đó mình cắt vô cái chân chuối chuối đó cắt vô đây cắt ăn trước rồi ha. Dạ. Còn nhà sau này thì sao để cho ông ngủ rồi tới nào ấy rồi vô đó ở rồi dỡ này ra chứ ờ để đây dân chơi chắc củi với bút không có chắc củi luôn dỡ ra luôn dục luôn hả. Dạ. Dạ. Dạ vậy nè, tới nữa mà các nhà xong ở trước đó. Dạ. Ở nhà sau này cô dỡ ra hết. Dạ. Rồi đồ đạc, đồ cũ đó con mua lại cho. Dạ. Rồi con là đổi dây chai rồi con mua lại đồ mới cho cô được không? Trời sao không được chứ. Đồ dài bộ đồ mặc được rồi. Vậy ha. Dạ. Tại con thấy đồ này bán dây chai cũng được á, cho nên con mua đi lại đi. Thôi con mua lại rồi con mua đồ mới lại cho cô. Dạ. Ha. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Dạ. Rồi anh xã của cô khỏe không? Mới đút cháo cho ăn. Vậy hả? Dạ. Mới đút cháo cho ăn. Nhưng mà phải quậy cho giữ lên cho nó nghiền. Dạ. Nghiền cái gì nè rồi. Dạ nấu cháo còn mới nấu không qua nấu đâu. Như gì nè chứ ổng không chứ như không là ổng không ăn. Thấy không nè. Dạ. Như gì nè, rồi cái đầu mới đổ vô. Ổng mới chịu ăn, ổng mới nuốt. Nãy con nấu cháo xong rồi mẹ nấu. Nè, nấu lại. À, lấy bánh ăn đi. Ăn nhưng mà đâu không á. Nó không ăn. Đây ngoài con bánh ăn nhiều quá đau họng. Cái họng nó nổ bi đan. Dạ. Dạ. Nên nó không có ăn nhiều. Ba bịch xà bông gội đầu. Giờ hôm nay lại đây báo tin vui cho cô nè. Dạ. Là nhà gia đình của cô á được. Dạ. Các cô chú anh chị ở nước ngoài á. Dạ. À, giúp đỡ cho cô các căn nhà mới nha. Dạ. Để ở. Dạ. Chứ còn cái căn nhà này thì không thể nào ở được nữa. Dạ. Nghe tin gì vui không con? Tôi cảm ơn cậu nha. Dạ. Thôi được rồi, được rồi con. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi đứng lên đi. Nhà là tôi mang ơn cậu nha. Cảm ơn cậu lắm đó. Thôi đi, quỳ vậy con tổng thọ lắm. Cảm ơn cậu. Dạ. Dạ. Hôm nay lại thăm cô Liên á thì nè. Rất là xúc động khi nghe được tin các nhà cô rất là mừng. Cái đó dầu ăn. Dạ.
Nhà tôi hôm đó nơi ông bệnh 4-5 năm mà không có mới dám mua cái này ăn. Dạ. Nó phải một lần ông mạnh giỏi đó. Dạ. Cái hai chồng đi mần gì không có thiếu mua đồ ăn tùm lum hết trơn gì cho con ăn. Dạ. Cái này bột muối hả? À, đường. Cái đường. Bột mà đường thôi. Hả? Vậy là nước mắm này chắc mất tiền lắm nha anh Thiện. Dạ. Con mua loại ngon. Cái này đừng có kho kho nha, để ăn sống á. Để ăn sống đừng có kho, kho rồi cái đầu không có ăn đó. Không có tiền mua. Dạ. Em trai tên gì em? Em Út, bạn tên Út. Hả? Tên gì? Tên Út. Tên Út á. Nó ở trong giấy thì tên Vinh Chơ. Còn ở ngoài kêu Út không à. Con ơi, cho con hỏi thăm nè, tại vì cô chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành có hỏi con á. Dạ. Là hai đứa con của cô á là bình thường có nghe lời cô không, hay là có đi khám bác sĩ là biết bị bệnh gì không con? Nó con bé này á thì hồi đó cái thằng này á thì đâu được 11 tháng thì kêu bằng nó bị sốt mà kêu Nhật Bản gì đó. Viêm não Nhật Bản hả? Dạ, viêm não Nhật Bản á. Cái nó đi về cái tính nó qua lo gì nó hết bệnh rồi thôi. Ai ngờ đâu đi đưa vô trong trường, nó được 4 tuổi, 5 tuổi vô trường học. Học chữ A, B gì học hoài, không thuộc. B, G gì không biết cái gì chân. Bây giờ viết chữ cái tên không biết. Dạ. Dạ. Rồi cái đem đi ra mà học hoài, học tới người ta lên lớp thì nó cũng đi lên lớp. Ta lên lớp nó cũng đi lên lớp mà nó không chịu học không, không học cái đầu nó học từ lớp 3, lớp 4 mà giờ nó không biết chữ ký tên, chữ Út nó cũng không biết chữ tây tên nữa. Dạ. Rồi cái con bé này á thì hồi lúc đó nó cũng ngoan lắm, cái bắt đầu nó đi ra ngoài trước á, tính được đứa này cũng ngon ngon ra trước, cái đầu súng lại mặn mặn trước, cái thằng gửi người ta mua thuốc thuốc giết keo về, cái nó ngậm vô. Trinh hỏi làng tóm rồi coi cái thuốc giết keo á, thuốc keo rồi lắp vỏ rồi thuốc giết keo nó ngậm vô rồi, cái đầu nó đi ra nó nhờ nó bây giờ nó không biết tiền luôn, bị vậy luôn. Dạ. Chứ hồi mới sanh ra là không bị hả? Mới sanh ra thì không biết nó có bị không, không biết, mà uống thuốc giết keo, nó ngậm thuốc giết keo lại giờ nó đa nó vậy luôn. 13 tuổi rồi, hồi đó nó mua đồ thì nó hồi được, bây giờ nó không biết hồi tiền, đưa tiền nó để tiệm nó mua, người ta đưa nhiêu thì nên vậy nhiêu. Vậy là hai đứa hết trơn. Rồi bây giờ hai đứa con có biết nghe lời cô không? Thí dụ về sau này cô cho hai đứa chăn nuôi gà vịt đồ này kia được không? Cái thằng này thì làm chắc đỡ được. Nó thì cho ăn được nhưng mà điều ngược thì nó độc. Nó làm à. Dạ. Nó chăn nuôi, nó chăn nuôi thì con vịt người ta cho con chó này đem về lấy sữa quậy cho chó uống được đó. Nó nuôi được hết trơn. Rồi ông xã của cô là bị bệnh gì mà bị nằm bao lâu rồi cô? Dạ chồng tôi bị tai biến. Tai biến là cái năm mà năm nay cũng 4 năm rồi. Hồi đó năm đó là năm con heo đó. Năm Hợi. Dạ. Năm Hợi rồi cái đầu năm Hợi năm. Năm Tê Tý rồi tới năm Sửu. Dạ. Rồi cái năm nay năm Dần. Vậy là năm nay là nữa là 4 năm. Là bây giờ là không có khả năng để chữa trị được nữa. Có chữa, có tiền chị hết không? Cái này không có tiền chị nữa đâu. Giờ chắc chị hết nổi rồi. Chịu trận luôn hả? Chắc này chết luôn quá Thiện ơi. Dạ. Chắc này chết luôn á chứ không có được ngồi lên được đâu. Dạ. Bây giờ mong mình có cái xe mình đẩy tới để lui á thì được, nhưng mà điều không có tiền mua. Sau này cất nhà rồi để chiếc xe cho ông bác nằm được không cô? Xe đâu bỏ rồi, cái bữa xe người ta đẩy lưu lại đó, ra ngoài cô lao giữa nhà đó, cái tiền đâu nghĩa đó, muốn cho cha đó. Mượn xe ta mượn á, mượn đẩy lưu lại đó. Hả em trai, nuôi gà được không? Nuôi vịt được không? Vịt Út quá. Được hả? Vịt Út. Rồi em năm nay nhiêu tuổi rồi? Không biết. Không biết luôn, nghe không biết đâu. Rồi em tên gì? Kêu Út không? Kêu Út không hả? Rồi mẹ tên gì? Cái này em không biết. Nói kêu mẹ. Tên đâu? À. Người ta tên Liên. Nghe không? Để mai mốt qua lạc rồi người ta đâu biết con ai.
mà cũng như quá không biết nãy có ai đâu không đó mà không đã nãy mẹ nói rồi nó là tên Tiên không Tiên mai mốt người ta đem vô nhà bà Tiên người ta đưa rồi. Bây giờ nhà của cô thì từ ở ngoài vô đây là coi như là không có đủ diện tích để cắt rồi, con thấy khoảng 14 mét lận á. 14 mét hả? 14 mét thì mình dở. Dở là cái mình lấy ra mua kiếm một cái miếng cao su. Bây giờ dở ra rồi che cái liều ở tạm được không con? Dạ, mình che vậy ha. Mình ha. Dạ dạ. Chứ ngoài ngoài nó che nó sụp ngoài đó. Có hiểu. Bề ngang là con dự định làm cho cô hơi rộng luôn, làm khoảng 4 mét rưỡi. Dạ. Chiều dài là 13-14 mét vậy đó. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Cảm ơn cậu dữ lắm luôn á. Dạ. Cậu giúp đỡ tôi, cảm ơn cậu lắm, với chúc cậu mạnh khỏe. Dạ. Chúc cậu á, trên gia đình mạnh khỏe với gia đình hạnh phúc. Dạ. Mà sau này cậu giàu khá, cậu còn giúp đỡ cho người khác. Dạ. Chứ tôi không phải như không mà tôi không có giúp cậu đâu. Giá trời Phật cho cậu mình giỏi. Dạ. Trời Phật cho cậu mà đâu được đấy. Dạ. Giá trời chứ Phật cho cậu mình khỏe rồi cậu nhờ cậu đi giúp đỡ cho cô bác mình đó. Con chắc làm cái nhà bề ngang cho cô chắc không 4 mét rưỡi đâu mà làm khoảng cỡ 4 mét 4 mét mốt, tại vì bây giờ chủ yếu là diện tích chiều dài á, còn cái nhà mà bề ngang rộng quá nhìn nó không có đẹp. Dạ. Nó hơi mới xấu lớn, chủ yếu là cái diện tích để cho mình sử dụng được á, nó rộng rãi á, để cho cô với gia đình thoải mái chút xíu. Dạ. Rồi xây tường ở mặt trước luôn. Dạ. Tại vì nếu mà làm 4 mét rưỡi thì cái nhà nó rộng quá, là khi mình làm cái cửa thấy nó không có đẹp bằng, cho nên thay vì bây giờ mình làm 4 mét mà làm chiều dài nó dài 4 mét 14 mét, còn nếu mà làm cái nhà mà cái cửa mà cửa 4 cánh á, con sợ là cái cột sắt nó chịu không nổi đó, cho nên này thôi giờ mình gần làm 4 mét ha con, làm cửa nhôm ha. Dạ, cho nó đẹp. Dạ. Tới nữa là nhà cô là con bảo đảm đẹp luôn đó. Dạ. Rộng rãi cho cô luôn. Cảm ơn cậu nhiều. Vậy bây giờ ngày mai nhờ hàng xóm xung quanh dỡ nhà này ra được không cô? Tại vì ngày mai con cũng chở vật liệu tới luôn rồi đó. Dạ. Là làm liền cho cô luôn đó. Mẹ lấy có xã hội mẹ. Rồi mấy cây cây này anh đốn ra giùm em ha. Nè, giống như mấy cây xài, cây mận rồi nè, ở phía trước đốn ra hết luôn đi. Dạ. Dạ, để rộng rãi chút mình dễ làm. Cậu cho mấy tí xíu nữa con cho tiền cô mua cao su rồi dựng liều ở tạm ha con. Dạ, mình chở tới đó đó. Dạ. Rồi đây vô coi ông bác cái coi. Chở hết ra luôn. Chở hết ra luôn. Dạ. Cái tấm này mới tấm rồi nè. Đó, ổng nằm đó. Nè, ổng dạ. Anh ơi, anh ơi, quay mặt ơi. Anh ơi. Anh Tư ơi. Anh thẻ không? Đau hả? Trời ơi, cái vạt nó thụng xuống dưới luôn vậy đó hả? Nó muốn gãy rồi. Đúng rồi, cái vạt này vạt của người ta bán tôi mua 300 ngàn. Cái vạt người ta hư rồi, ta bán rồi tôi. Để tới nữa con mua cái giường ngủ hay là cái chổng hộp vậy đó cho nó chắc chắn một chút. Cái vạt nó cũng gãy luôn. Chứ bây giờ quá trời, cái giường này mục hết rồi. Dạ, vạt này cũng gãy mà vạt đó cũng gãy. Dạ. Còn cái vạt đó thì nó cũng gãy vạt rồi mà còn cái chân. Cố gắng làm sớm cái nhà cho cô vô ở. Rồi đây là cái xe lăn đây hả? Cái xe lăn người ta cho á, mà nó xét rồi. Ngồi không được. Rồi cái mền đem vô nè để. Nhưng mà nếu có xe mới à, ông cụ ngồi được không? Ngồi được. Ngồi được hả? Để tới để lui. Dạ. Cái nhà mà cho mà cái nhà nó sạch sẽ đó. Dạ. Mình để tới để lui vậy cái mình. Rồi tới nên nối cái đường ra ngoài dưới sông ra coi có cái sân cho cô luôn. Dạ. Ăn chiều chiều đẩy ông cụ ra ngoài đó. Nhà này chắc không có đất vô nền nữa, chắc là nữa con bơm cát luôn quá. Nè trời, cậu vô nè.
mắc ở ngoài trước đuôi. Sao có cái điếu thuốc để trên đó nữa vậy? Ông đòi hút. Đòi hút hả? Hút được không? Hút thì được, lâu lâu cho hút hơi hơi vậy đó. Nhưng mà điều không cho hút nó lên máu. Mắc uống thuốc hạ huyết áp. Hút vậy thì nó đỡ một chút. Còn không cho hút thì phải uống thuốc hạ huyết áp nè cậu. Dạ. Dạ. Hút hạ huyết áp một dĩ vậy nè, có tới mấy chục ngàn rồi. Dạ. Dạ, mấy ngàn. Tôi bây giờ nghèo lắm cậu ơi, mua thuốc hàng ngày để cho ông uống, bữa nó có lên đó. Dạ. Tôi móc cho nó ông uống để không chết ông tội nghiệp. Dạ, để nó nằm cho uống. Quá trời đồ đạc à. Đồ đạc là tới nữa con mua lại ha. Mua đồ cũ đổi đồ mới nha. Chịu không? Thôi mà, nói nghe rồi. Nè. Ủa chó này nó có đẻ không vậy? Dạ, chó đẻ con. À, con. Ừ. Chó đẻ con bởi vì hên là phải rồi. Chó đẻ được con một. Rồi chó cái đi. Con con một mà thiện rồi. Đẻ được con. Nó đẻ hôm nay được đẻ hồi bữa 1-2. Vậy em ơi, nhờ anh với mấy mấy chú mấy anh đây tiếp tiếp dỡ nhà ra giùm em ha. Vậy là mình dỡ trang cái chân nó quá anh này. Không, dỡ hết đi anh ơi, che liều đi, tại vì gần lộ quá cũng không làm nhà được đâu. Giờ xích vô một chút nữa. Ờ, dỡ hết luôn. Dỡ hết luôn. Là mới dỡ hết luôn. À, dỡ hết luôn. Tới nữa cắt đơn ra thì cắt, còn nhưng mà điều dỡ hết đi. Dạ. Dỡ hết ra. Rồi mình lấy cái cây này nè ra ngoài cái ghim đóng ra che cái liều cho ổng ở với tao ạ. Che cao su ở như mỗi lần vậy đó. Mỗi lần che cao su mình ở. Thì có sao đâu, anh nói thì mình che, mình chắc cái che lại. Để còn che lại dỡ máy thì cái mình che bên đây nè. Không, dỡ hết luôn á. Dỡ không rồi dỡ máy xong cái che xong cái mình dỡ hết luôn. Ừ. Mua cao su rồi mình dỡ máy ra cái mình che rồi cái đầu mình dỡ hết ra để coi ổng bị mắc mưa là ổng đi luôn. Ngủ đâu mà. Thầy che này ngủ đâu thì cứ ngủ. Cái nữa che ngủ đâu thì ngủ. Thì anh ấy chở hết luôn. Bão gió. Bão gió này hỏi bão gió ngủ đâu. Rồi điện thoại có biết xài không mà thấy lúc nào không cầm điện thoại vậy? Bấm cho anh coi coi. Không mua. Nó là nó không có mua, mà không mà không có mua. Thằng đó đã cho đó, nó cho điện thoại cũ á. Nó đi hoài cho nó đó. Nó đi dữ lắm. Nó mặn không nổi. Nó có tác rồi, nó đi có lấy số ai đâu. Nó đi nó nói nó không có lấy điện thoại ai đâu. Nó không có lấy điện thoại của ai hết. Rồi đâu bấm điện thoại lên coi coi, có cái gì không? Đi bấm lên coi. À, biết đâu. Nó bấm cho coi kìa. Tao bấm ra coi. Mà. Bắt rồi bắt cho anh coi coi. Có cái gì hay không? Cho bấm mà coi người ta có ở người ta cá. Bấm cá cái bấm đồ coi rồi một mình cô giờ còn đủ sức khỏe để nuôi ba người này không cô? Ừ, mặn thì ngày nào mà ngày nấy tới đâu tính tới đó hả? Ừ. Không biết đường lường trước hả? Xong vớt mũ bán được cũng mười mấy chục ngàn. Dạ. Vớt mũ. Dạ. Mũ bán miễn ổng im vớt mũ bán. Nuôi cá nó bấm rồi. Dạ. Vậy đó. Mấy cái tôi nó nuôi cá nuôi đồ tôi cắt một bình đồ lên cái đưa cho nó cái nó cho tôi gạo thóc đồ ăn tiếp. Được con cũng còn mấy ngàn còn tiền để đây nè. Trời ơi có sao đâu nè bán đồ mũ hồi sáng nè được chứ cái trời nè thấy không tiền nè. Hai mấy ngàn có tiền nhỏ có 20 ngàn hết trơn này nhiêu 20 ngàn hồi nãy con mua đồ là hết 850 thì coi như lại còn lại là 1.550.000 nha. Dạ. Rồi là phần của chú Thành cô Hoài Thương cô Đông cô Hoành. Dạ. Gửi 100 đô sau này là 2.400.000. Dạ. Với lại thiện cũng thay mặt chú Hải với cô Nga ở bên Úc Châu có gửi tặng cho gia đình là 3.000.000 ở trong cái lúc làm nhà thì cô không có đi lụm mũ hay đi hái lục bình gì được không có tiền đó thì dạ. Tiền của các cô chú anh chị gửi cho cô để xây sở trong cái lúc làm nhà. Dạ.
ha. Rồi cái phần còn lại của chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành gửi sau 2 triệu đó thì con sẽ đưa sau này. Còn trước mắt thì gửi cho cô là 4.550.000. Dạ. Ha, tại vì một lần một mà đưa cho cô nhiều quá thì cô cũng không giữ được. Dạ. Tại vì lu bu rồi tiền bạc các không có được á. Dạ. Thì mấy chú mấy anh có lợi tiếp dỡ nhà cô đó thì cũng mua nước đá ra cho mấy anh đồ uống nha con. À, con hồi nãy con nói là 3 triệu của chú Hải với cô Nga ở bên Úc, với lại phần hồi nãy con có mua đồ dư của chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành á, là 1.550.000, thì con đưa 1.600.000, với lại 3 triệu là 4.600.000 ha con. 4.600.000 đó. Cái này hả? Dạ. Rồi tấm đó nhiêu cô biết không? Tấm này hả? Dạ. Tấm này 200. Rồi. 23 tờ đó. Là 4.600.000 đó. Rồi cô giữ đây đi ha. Rồi cái phần của chú, các cô chú anh chị giúp đỡ cho gia đình này á, Thiện sẽ cập nhật lên trên video ở lúc khởi công xây dựng nhà. Còn cái phần mà cô chú có gửi kèm theo để giúp đỡ cho cô tiền để xây sở đó, thì Thiện sẽ đưa lần lượt ở những video sau, chứ một lần một Thiện không có đưa hết cho gia đình đâu. Tại vì số tiền 4 triệu mấy này cũng quá lớn rồi. Đó, thì cũng chúc cho cô được nhiều sức khỏe nha. Có lời gì muốn nói với các nhành Mạnh Thường Quân không cô? Có. Nhà hảo tâm nè. Tôi cảm ơn cô chú đó rất nhiều, với chúc cho cô chú đó mạnh khỏe, với chúc cho cô chú đó mận ăn lên phát đạt. Dạ. Đang mà giúp đỡ cho tôi với cho cô bác khác. Dạ. Như chúc cho anh em ở nước ngoài á được mạnh khỏe bình an. Dạ. Dạ. Và mận đâu được nấy. Dạ. Với chúc cho Thiện được mạnh khỏe. Dạ. Chúc cho vợ chồng Thiện hạnh phúc. Thiện nó có vợ. Vậy đó hả? Dạ. Vợ đó hả? Dạ. Rồi vậy cô giữ gìn sức khỏe nha. Rồi sau này cái tiền của cô chú bác giúp đỡ cho cô đó, con sẽ cập nhật lên trên video ngày khởi công xây dựng nhà, với lại tiền của cô bác gửi cho cô đó thì con sẽ gửi sau ha. Giờ trước mắt gửi cho cô 4.600.000 ha, để có tiền xây sở, chứ một lần một con không thể nào đưa nhiều đâu. Dạ. Rồi tiền thứ nhất là cô mua cao su để che liều. À, thứ hai nữa mua những cái gì mà cô thấy cần thiết để xây sở trong cái lúc làm nhà. Rồi thứ ba nữa thì chờ cái ngày khởi công nhà rồi sẽ sớm hoàn thành nhà cho cô. Thì cái nhà này chắc là phải bơm cát rồi, con thấy xung quanh cô nền thấp là thứ nhất. Thứ hai nữa là cũng không có đất để vô nền, thì sau này con sẽ dùng số tiền của các cô chú đó bơm cát cho cô, bơm cát nền. Để chỗ đánh về nước nè. Dạ. Chứ hồi đó không có đất. Dạ. Thiện cũng chân thành cảm ơn đến các cô chú anh chị đã xem video của Thiện và giúp đỡ cho gia đình của cô Trần Thị Liên. Thiện cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Thì tiền của các cô chú anh chị giúp đỡ Thiện sẽ cập nhật cũng như là công bố công khai ở video khởi công nhà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thiện ngày hôm nay nha. Rồi con về luôn nha con. Dạ. Giữ tiền cẩn thận nha. Dạ. 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 Rồi cắt tiền sao cẩn thận đó nghe. Dạ. Không có mất đâu. Dạ. Vậy là mời cái mua cao su gì à, cái che. Dạ. Bây giờ cô phân loại ra cho giùm con ha. Khi mà dọn nhà này ra đó, những cái gì mà cô thấy nó không còn cần thiết nữa đó thì con sẽ mua lại hết. Rồi sau này con mua lại đồ mới cho cô ha. Còn tất cả những cái đồ đạc mà quá cũ kỹ mà lâu ngày đó, còn ẩm mốc rồi nó cũng hư hại, chuột bọ đồ cắn đó, là mình bỏ hết nha con. Không có để trong nữa, tại vì để đó, sau này nó chật chội nhà lắm. Đúng rồi. Dạ. Cũng như là nói tránh ra là cũng như cái nồi đồ đồ mà không mặc là đốt bỏ đó. Dạ. Nói tránh ra là vậy đó. Rồi. Rồi. Vậy ngày mai nhờ xung quanh hàng xóm tiếp cô nghe. Dạ dạ. Mời em làm cho. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều. Không. Ngày nay sẽ có đến xã hội mà. Không. Nó hồ để lấy số điện thoại ra cậu. Nghe đó, nghe nói mà. Lấy số điện thoại làm gì? Để
ảnh cất nhà đẹp. Lấy rồi biết điện không mà lấy số làm gì? Biết điện không? Không biết điện ai đâu, quán có người điện không đâu. Thôi con về luôn coi. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Quá trời ha cái nhà này. Muốn sập rồi đó mà tại em thấy bà bên chấp chừng cho đó. Dạ. Nhà này không chấp lời sập lâu rồi đó. Anh thấy nó gãy cứ đoạn chơi nè. Đúng rồi. Xình bùng quá. Trời, giờ làm cái nhà đó là ngay cái chỗ cái mấy cái quầy dừa nước nó chở về sau là được rồi. Dạ. Rồi mình làm khúc sân ra ngoài kia nữa. Dạ, dạ. Đó, vậy là đẹp á. Dạ. Chứ... mình che cái liều ở ngay chân chỗ ngoài túc là cái dừa gần đắp mặt hà mới ở được. Đúng rồi, chơi. Bây giờ ngày mai con sẽ lại đây con xem cái dỡ nhà rồi xong đồ đạc gì đó là con trực tiếp con coi rồi có thể là đốt tại đây luôn. Rồi sau đó thì mua sắm cho cô đồ mới hết ha. Cô đừng có buồn nha cô, tại vì đồ của cô con thấy xài đó con thấy không còn xài được nữa đó. Người ta cho không à? Dạ, cho không à. Ờ cho nên con cũng muốn cái gì đó nó mới cho cô hết. Không có mua bộ nào chứ. Chứ mình cất nhà mới mà cứ xài đồ vậy đâu được. Rồi cái hả chặt cái mận năm ơi.